Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC ngày 13 tháng 9 dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vào năm 2022 sẽ vượt mức từng đạt được trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 nhờ nỗ lực tiêm vaccine và sự phục hồi kinh tế. Trong báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết nhờ tỷ lệ tiêm phòng tăng, đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt hơn và các hoạt động kinh tế và đi lại sẽ trở về các mức như trước khi bùng phát dịch. OPEC hy vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng trung bình 4,2 triệu thùng một ngày trong năm 2022, đưa lượng cầu về dầu mỏ toàn cầu lên mức trung bình hơn 100 triệu thùng một ngày vào năm tới. Dự báo lạc quan được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên OPEC và các nước đối tác hay còn gọi là nhóm OPEC cộng đang bắt đầu dần nâng sản lượng để đáp ứng kịp nhu cầu dầu mỏ đang gia tăng.